Gần đây VOA và một số trang mạng tiếp tục làm những cái loa phát tán lời của HRVK AI kêu gọi đòi phóng thích cho một số nhà hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam. Chúng dẫn rằng, ngay trước phiên phúc thẩm đối với hai nhà hoạt động Trần Văn Bang và Bùi Tuấn Lâm, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền HRVK và Tổ chức Ân xá Quốc tế AI ngày 28 tháng 8 năm 2023 đã kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ các phán quyết với động cơ chính trị nhằm vào hai ông này và trả tự do cho hai ông ngay lập tức. Thực tế thì, bất kỳ ai vi phạm pháp luật đều bị xử lý theo pháp luật, không chỉ ở Việt Nam mà ở bất kỳ quốc gia nào. Thế nhưng mỗi khi có vụ việc liên quan đến các nhà hoạt động chuyên thêu dệt thông tin để chống phá nhà nước và nhân dân thì kiểu gì một số tổ chức, trang mạng lại lên tiếng, dẫn lời, kêu gọi. Trở lại với thực tế sự việc, hồi tháng 5 năm 2023, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Văn Bang 8 năm tù về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, áp dụng phạt quản chế tại địa phương trong 3 năm sau khi thi hành xong hình phạt tù. Cơ quan điều tra đã thống kê Trần Văn Bang sử dụng 3 tài khoản Facebook đăng tải hàng chục bài viết có thông tin bịa đặt, nội dung xuyên tạc sự thật, nói xấu chính quyền, đưa nhiều thông tin sai sự thật gây nghi ngờ, hoang mang cho dư luận. Trước đó chúng còn xuyên tạc, kích động, kêu gọi tẩy chay việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội. Đối với Bùi Tuấn Lâm được Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm hồi tháng 5 năm 2023. Trước đó, trong thời gian hơn 3 năm đến khi bị bắt giữ vào tháng 9 năm 2022, Bùi Tuấn Lâm đã có nhiều hành vi đăng tải, phát tán hàng chục bài viết, video lên tài khoản Facebook Peter Lâm Bùi và YouTube với thông tin, nội dung không đúng sự thật, xuyên tạc, bôi nhọ nhà nước Việt Nam. Hai nhân vật Văn Bang và Tuấn Lâm nêu trên chỉ là một vài ví dụ về sự vi phạm pháp luật nghiêm trọng, nhưng một số cá nhân, tổ chức quốc tế như HRVK, AI lại cho mình cái quyền đứng trên pháp luật của các quốc gia, phán xét cơ quan công quyền, bôi nhọ chính quyền, kêu gọi trả tự do cho các đối tượng bất chấp tinh thần thượng tôn pháp luật, văn hóa xây dựng quốc gia dân tộc, vi phạm ngang nhiên quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của nhà nước và nhân dân Việt Nam. Để xóa bỏ những vướng mắc và hiểu lầm liên quan vấn đề nhân quyền, thời gian qua Việt Nam đã có nhiều đóng góp trực tiếp vào công tác bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở các cơ chế quốc tế. Minh chứng rõ ràng nhất là sự hợp tác chặt chẽ, trách nhiệm và hiệu quả của Việt Nam trong các hoạt động của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Do đó, ngày 11 tháng 10 năm 2022, Việt Nam lần thứ 2 trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Nhân đây, có thể thấy một nguyên tắc văn hóa tối thiểu cần có là các cá nhân, tổ chức, hội nhóm nếu hoạt động vì cộng đồng cần nghiêm túc xác định rõ các mục tiêu. Quy tắc hành động phải trong khuôn khổ pháp luật, cần loại bỏ những cá nhân mưu trục lợi, ý đồ đen tối để giúp các hội, nhóm có thể đạt những giá trị tốt hơn, góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội.